Chào trọng kính chào quý vị tư và anh chị em quay lại kênh Bác sản Việt ngày hôm nay. Hôm nay gia chủ có ký gửi anh em một ba căn nhà nghỉ dưỡng khá là đẹp nha anh chị, nằm ở mặt tiền à, xe ô tô, à, xe tải tới cái nhà mình luôn nha. Trước cái hình mình anh chị, mình di chuyển thẳng đường này là 1 km nữa sẽ đụng tới đường tỉnh lộ 876. Đó, ngay đó là có chợ Long Hòa. Thế giới Đi động, ngân hàng à, Tạm y tế, ủy ban và nhiều tiện ích khác nha anh chị. Còn mình về phải đó là về hướng ngã ba à, Đông Hòa là di chuyển khoảng là 2 km. Còn di chuyển về trái đó là di chuyển 4 km nữa sẽ đụng tới chợ trái cây Vinh Kim. À, ở đó thì cũng rất là nhiều tiện ích anh chị nằm ở đó ha thì vị trí em đứng ở đây là quay cái căn nhà nghỉ dưỡng á nằm ở ấp Đông A à, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang từ cái đường đan 4m này anh chị em di chuyển vô đường đan 3m là khoảng 80m thôi là tới vị trí à, cái căn nhà nghỉ dưỡng mình nha đây là chị ha các bạn quy hoạch là cái đường nào mà thông nhanh chị nhưng mà hiện tại thì làm tới đất mình là ngưng đó, không có làm thông nha đó thì nhà nước mới đổ tới cái đất mình là 80 m là ngưng rồi anh chị ha thì cái mặt tiền cái trước cái đất mình đó anh chị với cái nhà cấp 4 á thì là ngang là 60 m nha anh chị à, chiều sâu đó là 37 m nha qua wow, diện tích này là khá đẹp anh chị ha khá lý tưởng ha cái mặt tiền mình là khá rộng rãi nha anh chị em di chuyển vô khoảng 80 m là tới cái vị trí à, căn nhà cấp 4 à, và cái mảnh giường mình ha. Rồi em đã tới rồi anh chị ha đây cái nhà kiến này đó thì nhà cấp 4 anh chị ha mình không có tính nha mình tính cái mảnh vườn à, trồng trên đất mình là có dừa nè cái à, cây cốc nè chuối nè đu đủ nè hoài nhiều cây ăn trái khác nha anh chị anh chị hôm trước cái đất mình này nằm ở bên tay trái nha để quay camera qua cho anh chị xem đây từ cái à, tụi bê tông nè anh chị đó, có cái điện nè ở bên trong đó sâu vô và cái đoạn này á, thì là 32 mét nha còn khúc giữa cái nhà mình nó sao dù sâu nó là 37 nha anh chị còn cái mặt tiền à, đường đan 3 m á, là 60 m và wow, diện tích mặt tiền là khá rộng anh chị ha đây có một cái nhà cấp 4 nhà kiến nha anh chị à, nhìn cũng rất gọn gàng à, nhỏ bé ha khu này thì rất là an ninh và gần tiện ích nha anh chị và gần chợ rồi đó thì anh chị về đây nghỉ dưỡng rất là phù hợp ha không khí rất là trong lành mà phương tiện mình đi ví dụ có con cái học thì rất là gần còn mình đi chợ rất là tiện nha anh chị thì hiện tại thì em có liên hệ với chủ mà lấy chìa phá để vô trong quay nhưng mà do chủ à, bận không có đem chìa phá tới được em quay trực tiếp ở ngoài để cho anh chị xem rõ hơn ha thì cái nhà cấp 4 nghỉ dưỡng này anh chị em đã vô gặp chủ một lần rồi Em có vô trong tham quan rồi Đất mình á với cái nhà mình á sạch sẽ không có màu mãi gì hết anh chị à, Để nói thông tin à, chính xác cụ thể để cho anh chị à, nắm rõ hơn ha Đây cái nhà mình à, nhà kiến cấp 4 anh chị nha đó và một mảnh giường quá là tuyệt vời nha anh chị rất là thông thoáng cái đất mình đó là cao bằng đường đan ở ngoài cái trước cái, cái đường đan mình 3 mét nha hoa wow, anh chị thấy không vừa trái nè mới lên có khoảng 2 mét thôi mà trái sum c nè anh chị thấy không đất ở đông hòa này rất là tốt nha anh chị thì trái rất là sum c cái thửa đất này là lên tổng diện tích đó là hai nghìn hai trăm năm mét vuông nha anh chị À, gia chủ ký gửi giá bán là 2 tỷ tư à, giá này thì gia chủ sẽ bao giấy tờ trọn gói hết cho mình và cái phần sổ á, hiện tại đang nằm ở nhà không có thế chấp hay cầm cố ngân hàng gì hết nha anh chị đây trước cái nhà nghỉ dưỡng mình anh chị có cái nhà rất là to anh chị thấy không thì cái nhà này em có vô uống nước trà rồi nhà đây cũng rất là thân thiện anh chị rất là vui vẻ ha à, về đây mình nghỉ dưỡng à, cô chú lớn tuổi á, về đây là rất là thích hợp nha anh chị cái nhà nghỉ dưỡng mình thì là đường xe ô tô xe tải mình vô tới chỗ luôn đó, rất là thuận tiện đó nếu mà về đây là, là, mấy người lớn tuổi đây là rất là thích hợp nha anh chị đây anh chị thấy không đó, cây dừa nào cũng có trái rất là nhiều anh chị đây đó, cao khoảng mét rưỡi 2 mét là có trái rất là sai rồi nè anh chị thấy không ở bên trong đất thì em đã đi à, xung quanh hết rồi à, sạch sẽ không có màu mã gì hết nha anh chị à, trên đất mình đó để trồng dừa à, một số cây cốc nè đó và nhiều cây ăn trái khác nha anh chị à, xung quanh cái nhà nghỉ dưỡng mình đó, đã có hàng rào xung quanh hết rồi nha đây cây nào cũng có ba bốn buồn rồi tới lên anh chị rất là nhiều trái ha rất là sai đất ở đây là rất là tốt nha anh chị gia chủ ký gửi giá bán là 2 tỷ tư nha anh chị giá này còn thương lượng chính chủ nha thì giấy tờ thì gia chủ sẽ bao trọn gói hết cho mình mình không có tốn chi phí gì hết nha nếu mà anh chị ở mỹ tho hay là chợ gạo đi lên đây á thì di đi vô di chuyển đây là khoảng là 10 km còn nếu mà cô chú ở sài gòn mình có xe ô tô xe tải lưu thông gì đây á là khoảng là sáu chục cây số là tới rồi anh chị rất là gần nha anh chị đường đi rất là thuận tiện ha đây anh chị thấy không có một cây dừa xa nè anh chị thấy không là cái này cái cuối canh mình anh chị tôi gần bên thì tính giữa đất á Đã, trái rất là nhiều chị thấy không có một số cây dừa thì trồng khoảng là bốn năm năm còn một số cây thì trồng khoảng hai mấy năm nha chị Đã, đủ loại cây ăn trái hết đó nếu mình vô trong được đó thì thấy rất là nhiều cây ăn trái trong trồng hả chị có cái chuối nè chị không Đã, rất là nhiều cây ăn trái rồi để em đưa cái sổ lên em, 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 em cho anh chị xem trực tiếp ha đây đây là ở ấp Đông A, à, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Với tổng diện tích là 2 250 m vuông nha anh chị. Đây là hướng Tây nha, đó, hướng tránh Tây. Anh chị nào à, coi không thể hợp hướng Tây à, xây nhà cửa gì á Đây là vị trí thích hợp nhất cho anh chị nè. Đường xá thì rất thuận tiện. Đường trước cái đất mình đó là 60m, đó, là đường đan là 3m. Đó, di chuyển về tiện ích thì rất là thuận tiện. Chỉ có 1km là tới rồi anh chị ơi rất là thuận tiện cho mình nha đây chị thấy không một cái giường cây trái khá là nhiều nha có đủ đủ đó anh chị thấy không đây, rất là nhiều cây trái đây để quay chụp cận lên cho anh chị xem này ha đây, dừa thấy chị không trái rất là mê anh chị ha rồi cốc nữa nè đó rất là nhiều cây trái trong giường mình nha anh chị có đu đủ nữa rồi nói chung là rất là nhiều cây trái đó, về mình về đây nghỉ dơi là rất là thuận lợi nha anh chị đất là anh chị thấy không rất là cao gáo hiện tại thì ta bò chắc, trồng một số cây xả anh chị đó, rồi hôm bữa thì em có vô gặp chỗ á thì em thấy có trồng mướp nè trồng à, à, cải nè đó, rất là nhiều cây ăn trái và nhiều củ quả để mình à, ăn uống rất là sạch ra sạch mình trồng ở nhà mình không cần đi à, mua ngoài à, có phân thuốc ha và em xin nhắc lại cái vị trí đất ở đây, à, em quay ở đây cho anh chị xem nó là ở ấp Đông A, à, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây anh chị thấy không? Tới đây thì cái nhà mép bên đó thì mình dừng sâu vô tổng xíu nó mới tới cái hết mặt tiền mình anh chị. Đây, em quay ra cái lại cho cái mặt đường ra cái đường đan 4 m anh chị xem nè, thấy không? Trước cái đất mình rất là rộng rãi anh chị ha cái sổ em có đưa lên trong hình đó anh chị xem kỹ ha thì cái diện tích mình này rất là đẹp nha anh chị ở khúc giữa thì chiều sâu nó là khoảng 37 còn ở hai bên góc đó, à, thì bên trái bên phải là khoảng 32 còn bên thì 30 đó, diện tích mình rất là đẹp nha anh chị lên tổng diện tích cái thửa nhà nghỉ dưỡng mình là 2.250 vuông Giá thì gia chủ ký gửi giá bán là 2 tỷ tư nha anh chị. Giá này chủ bao giấy tờ trộn gói hết cho mình. Và còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Wow, đất mình khá là đẹp ha. Về đây mình nghỉ dưỡng rất là hợp lý nha anh chị. Đất mình là đất cây lâu năm nha anh chị. À, gia chủ đã chuyển mục đích cho mình rồi ha. Ta đo đạt lại ra sổ hầm rồi anh chị. Tại đất hồi xưa giờ ta cũng đo lại ranh giới rõ ràng hết rồi. Mình cũng rất là yên tâm về cái phần đó ha cái cổng thì làm rất là đơn giản chị về thì mình muốn làm bự hơn á thì mình làm ha rồi đến em kết thúc video à quý đầu tư và anh chị nào quan tâm cái căn nhà à, nghỉ dưỡng này thì liên hệ bên em ha để bên em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ luôn để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua về đây mình nghỉ dưỡng hay là mình ở nhanh chị à, bác sĩ đặc biệt xin chào và hẹp lại ở phần video tiếp theo xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi